sự ủng hộ của nhân dân có vùng dự án đi qua. Thì tôi xin tóm tắt như thế này: dự án đầu tư xây dựng vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh với chiều dài là 76 km, hơn 75.000 tỷ. Như vậy là mỗi km chúng ta phải dành 1 tỷ để đầu tư, suất đầu tư tương đối cao, bởi vì công tác giải phóng mặt bằng ở đây nó rất phức tạp và nó khó khăn. Thứ hai là dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với chiều dài là 53,7 km và tổng mức đầu tư là hơn 17,8 nghìn tỷ. Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột với chiều dài là 117 km và tổng mức đầu tư là hơn 21,9 nghìn tỷ. Tổng chiều dài của 3 tuyến là 247 km và tổng vốn đầu tư của 3 dự án là 115.000 tỷ. Được đồng loạt tổ chức khởi công ngày hôm nay tại 3 điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu và Đắk Lắk. Đây là chuỗi các dự án trọng điểm ngành giao thông được khởi công trong tháng 6 năm 2023. Hôm qua, ngày 17 tháng 6, đã khởi công dự án Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng, và tới đây, ngày 25 tháng 6, là dự án đường vành đai 4 vùng Hà Nội với chiều dài 112 km và tổng mức đầu tư là 85.000 tỷ. Và đường cao tốc Cao Lãnh - An Hữu với chiều dài là 27 km với tổng mức đầu tư là gần 6.000 tỷ. Nối hai tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang và kết nối hai tuyến cao tốc quan trọng huyết mạch của đồng bằng sông Cửu Long. Thì báo cáo với các quý vị đại biểu là cái tháng 6 này chúng ta làm rất là rôm rả. Chiều nay thì cái khánh thành tuyến cao tốc Vĩnh Hảo, Phan Thiết, rồi Cam Lâm với tổng chiều dài khoảng 150 km. Thì báo cáo với các đồng chí lãnh đạo, nhân dân và các bộ, các ngành, các tỉnh là như vậy. Và trước tiên thay mặt lãnh đạo chính phủ, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể đồng bào, đồng chí lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc sức khỏe và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thưa đồng bào, đồng chí, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã tiếp tục xác định xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ là một trong ba đột phá chiến lược, trong đó ưu tiên phát triển một số công trình trọng điểm quốc gia về giao thông, thích ứng với biến đổi khí hậu, v.v. Thực tiễn đã chứng minh giao thông vận tải nói chung và đường bộ cao tốc, sân bay, bến cảng nói riêng mang lại hiệu quả rõ nét về phát triển kinh tế, xã hội. Hạ tầng chiến lược phát triển đến đâu thì sẽ mở ra không gian phát triển mới đến đó, nhất là về phát triển kinh tế xã hội. Nhiều khu đô thị, khu công nghiệp, khu dịch vụ, khu vui chơi giải trí, các thiết chế về văn hóa, thể dục thể thao, y tế, giáo dục và quỹ đất được khai thác hiệu quả. Điều này thì chứng minh rất rõ, chúng ta đất nước chúng ta thì cũng nhìn thấy rõ là chỗ nào, nơi nào mà phát triển được cái hạ tầng chiến lược này tốt thì tốc độ phát triển rất nhanh, đây là rất rõ cái này. Và trong khu vực chúng ta thế, và đặc biệt là đất nước bạn láng giềng Trung Quốc, trong 20 năm họ tập trung phát triển hạ tầng là 20 năm có tốc độ tăng trưởng hai con số trở lên. Báo cáo với các quý vị đại biểu, tôi nhấn mạnh chỗ này để thấy cái tầm quan trọng của cái hạ tầng chiến lược và để thấy cái tính đúng đắn của Đảng ta khi xác định một trong ba đột phá chiến lược là đột phá về hạ tầng, và suốt từ Đại hội 11 đến nay chúng ta đang thực hiện. Trong giai đoạn 2000 đến 2021, cả nước mới đầu tư đưa vào khai thác 1.163 km đường bộ cao tốc. Đây là cái giai đoạn đầu chúng ta phát triển đường cao tốc, cho nên chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm, vốn liếng chúng ta còn ít, rồi cơ chế chính sách chúng ta chưa tổng kết được.
Cho nên 20 năm mà chúng ta chỉ có thể làm được hơn 1.000 km đường cao tốc, mà cụ thể đây là 1.163 km. Khi mà tiến hành cái giai đoạn mới này thì chúng tôi cho tổng kết đến hết năm 2021 là chúng ta làm được như vậy. Và làm được như thế này là cũng tự hào rồi. Mỗi cái cột mốc của lịch sử là sự tự hào của một thế hệ lãnh đạo, của các cấp các ngành và của nhân dân tham gia. Chúng ta rất trân trọng, mặc dù là nó chưa được nhiều. Trong khi nghị quyết đại hội 13 của Đảng đặt ra mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu cả nước có khoảng 5.000 km đường cao tốc. Và hoàn thành được mục tiêu này thì đến năm 2025 chúng ta phải đạt ít nhất là 3.000 km. Như vậy là chúng ta còn phải làm gần 2.000 km từ nay đến năm 2025. Và như vậy trong nhiều kỳ đại hội 13, và như vậy trong cái nhiệm kỳ đại hội 13 và 14 và giai đoạn từ 21 đến 30, chúng ta phải triển khai đầu tư và xây dựng gấp 4 lần số km đường bộ cao tốc đã xây dựng trong hơn 20 năm của giai đoạn 2000-2021. Cái nhiệm vụ nó rất nặng nề, nhưng mà nó có được hơn 1.000 km đường cao tốc trong cái giai đoạn trước là một cái kinh nghiệm rất quý giá, là một cái bài học rất là tốt, là một cái mô hình để chúng ta rút kinh nghiệm và chúng ta triển khai cái giai đoạn 2 này nó đúng hướng hơn, nó hiệu quả hơn và khắc phục những cái hạn chế bất cập của cái giai đoạn trước. Thế nên tôi nói là dù ít nhưng mà rất đáng trân trọng, vì chúng ta là bắt đầu mọi sự khởi đầu nan và rất vất vả để chúng ta giành được cái nguồn lực và chúng ta làm được như thế là rất đáng trân trọng. Nhưng mà đáng trân trọng hơn là chúng ta phải tổng kết ra, rút kinh nghiệm, từ đó chúng ta triển khai cái giai đoạn tới này nó hiệu quả hơn, nó tốt hơn và nó tiết kiệm hơn. Tinh thần chung tôi muốn nói cái điểm này là như vậy. Và để thực hiện, để hiện thực hóa cái mục tiêu mà chúng ta đã nêu ra tại đại hội 13 thì dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương mà thường xuyên trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, rồi sự đồng hành, ủng hộ của Quốc hội, sự vào cuộc của các cấp chính quyền, cấp ủy chính quyền các địa phương, và nhất là sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân, thì báo cáo với các ông chí là chúng ta đã và đang tiến hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Thì cái thứ nhất là chúng ta đã khánh thành và đưa vào khai thác thêm 566 km đường cao tốc và nâng tổng cái số đường cao tốc của cả nước lên 1.729 km, tức là đến thời điểm này. Thì hơn 500 km vừa qua thì chúng ta đã tiến hành khởi công từ nhiệm kỳ trước. Sau đó thì trong cái đại dịch Covid-19, tất cả chúng ta đã vượt nắng thắng mưa, vượt qua đại dịch Covid để chúng ta hoàn thành được 566 km vuông. À xin lỗi, 566 km đường cao tốc. Để đưa tổng cái chiều dài đường cao tốc hiện nay chúng ta đang khai thác là 1.729 km. Các dự án đang thi công với tổng số chiều dài là 350 km. Gồm thứ nhất là 5 dự án thành phần thuộc cao tốc Bắc Nam phía Đông là 229 km. Hai là Mỹ Thuận Cần Thơ là 23 km. Và ba là Bến Lức Long Thành là 58 km. Thứ tư là Tuyên Quang Phú Thọ là 40 km. Đó là chúng ta đang thi công và cũng có cái thì sắp hoàn thành. Thứ ba là các dự án đã khởi công từ đầu năm 2023 đến nay có tổng chiều dài là 1.406 km. Và từ đầu năm 2023 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng đấy, và cụ thể là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cái sự vào cuộc đồng hành của Quốc hội, và sự ủng hộ của nhân dân, sự nỗ lực cố gắng của các cấp chính quyền, thì chúng ta trong tháng 6 này, thì đến tháng 6 này hay là từ đầu năm 2023 đến nay
thì chúng ta sẽ có cái khởi công là tổng chiều dài là 1.406 km, bao gồm 12 cái dự án thành phần thuộc đường cao tốc Bắc Nam phía Đông là 729 km, là khởi công ngày 1 tháng 1 năm 2023. Hai là cao tốc Tuyên Quang Hà Giang 104 km. Ba là cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng 188 km. Bốn là vành đai ba Thành phố Hồ Chí Minh là 76 km. Năm là cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu là 53,7 km. Sáu là cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột 117 km. Và bảy là vành đai bốn vùng thủ đô Hà Nội là 112 km. Tám là cao tốc Cao Lãnh An Hữu là 27 km. À, như vậy là cùng với 1.729 km đã đưa vào khai thác và tổng chiều dài đường cao tốc của các dự án đang thi công đã khởi công đến hết tháng 6 năm 2023 là 1.756 km. Nếu quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt thì cơ bản chúng ta có thể phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng cả nước có trên 3.000 km vào năm 2025. Với những cái số liệu cụ thể tôi vừa nêu, đó là những cái sản phẩm có thể cân đong đo đếm được và có thể nhìn thấy được. Cũng báo cáo với lại các quý vị đại biểu với nhân dân là như vậy. Thì nếu chúng ta quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt từ nay đến năm 2025 thì chúng ta có thể đạt được 3.000 trên 3.000 km đường cao tốc. Vậy là chúng ta sẽ hoàn thành được cái mục tiêu Đại hội 13 đã đề ra. Nhưng mà quan trọng hơn nữa là chúng ta bên cạnh những cái chúng ta đã có tiền, đã duyệt dự án, đã khởi công thì chúng ta đang tiến hành một số cái công trình nữa. Và từ nay đến năm 24, từ nay đến cuối năm và đến đầu năm 24 thì chúng ta có thể đang triển khai xây dựng phê duyệt dự án và khởi công khoảng 284 km, gồm một là cao tốc Hòa Bình Mộc Châu 65 km, cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh là 93 km, và cao tốc Dầu Dây Tân Phú là 60 km, cao tốc Tân Phú Bảo Lộc là 66 km, và nhiều dự án đường bộ cao tốc khác đang được Chính phủ, các bộ, các ngành, các địa phương khẩn trương hoàn thành các cái thủ tục để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tôi ví dụ như là cái đường cao tốc Hữu Nghị Chi Lăng, Mộc Châu Sơn La, Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, Thành phố Hồ Chí Minh Trơn Thành, Trơn Thành Gia Nghĩa, Bảo Lộc Liên Khương. Và đây là cái tiền đề, kinh nghiệm và cái cơ sở để chúng ta hoàn thành mục tiêu 5.000 km cao tốc vào năm 2030. Nếu như các cái tiến độ như hiện nay rồi chúng ta lại có thêm kinh nghiệm, ta huy động được thêm nguồn vốn thì cái 5.000 km đến năm 2030 là có tính khả thi cao. Tôi nói một cách khiêm tốn như vậy. Còn nếu mà chúng ta làm được tốt hơn nữa thì chúng ta rất là mừng. Cái quan trọng là con đường của ý đảng lòng dân, như đồng chí Phan Văn Mãi vừa nhắc. Thưa đồng bào đồng chí, để triển khai nghị quyết của Đảng về phát triển đường cao tốc, Chính phủ đã trình Quốc hội phê chuẩn và đã chỉ đạo các bộ, các ngành, các địa phương với việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư hoàn thiện tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông nối liền từ Cao Bằng qua Lạng Sơn và đến Cà Mau. Thì nếu như là chúng ta tích cực như vậy là cái đường cao tốc là xuyên Việt, chúng ta bắt đầu từ Cao Bằng và qua Lạng Sơn rồi xuống đến Cà Mau, và thêm hai hành lang nữa là từ Lào Cai về Hà Nội rồi đi Cà Mau, và một hành lang nữa là từ Tây Bắc, tức là từ các tỉnh Tây Bắc xuống Hòa Bình và về Hà Nội rồi đi Cà Mau. Báo cáo với các quý vị đại biểu là như vậy. Thì như vậy chúng ta giải quyết được cái bài toán, tức là cả cái đất nước chúng ta là có đường cao tốc, và phân bổ ở vùng miền
tương đối đồng đều. Ngoài cái trục Bắc Nam ra thì cái trục Đông Tây là chúng ta cân đối các vùng miền để thực hiện 6 cái nghị quyết Bộ Chính trị đã ban hành trong năm 2022 để phát triển kinh tế các vùng và đảm bảo an ninh quốc phòng ở các cái vùng trọng điểm như vậy. Thì báo cáo với các quý vị đại biểu và đồng bào như vậy. Và chúng ta đang tiếp tục nghiên cứu triển khai các tuyến cao tốc trục ngang Đông Tây và các tuyến đường vành đai đi qua địa bàn nhiều tỉnh, thành phố, đảm bảo tính đồng bộ, kết nối thông suốt các vùng và cả nước, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh của tất cả các khu vực vùng miền, 6 vùng của chúng ta. Báo cáo với các đồng chí là như vậy. Điều đặc biệt hơn, 3 dự án khởi công ngày hôm nay là các dự án đều được áp dụng cơ chế đặc thù riêng có. Tôi xin điểm lại các cơ chế như thế này. Một là đẩy mạnh cái phân cấp phân quyền, theo đó giao cho địa phương làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án. Cái cơ chế đặc thù nhất là chúng ta giao cho các địa phương, mạnh dạn giao cho các địa phương. Thì cái này cũng đã được Bộ Chính trị ban rồi Chính phủ thống nhất trình với Quốc hội và Quốc hội ủng hộ cho cái việc này. Thì chúng ta cái hình dung gần lấy cái đường cao tốc mà chúng ta đang triển khai hiện nay, nếu chỉ có Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư thì nó sẽ khó khăn mức độ nào. Nguyên trong từ đầu năm đến giờ chúng ta khởi công 1.700 km mà Bộ Giao thông Vận tải cùng với các địa phương để đi giải phóng mặt bằng thì đồng chí cứ tưởng tượng là nó sẽ khó khăn đến mức độ nào. Trên cái cơ chế phân cấp phân quyền cho địa phương này là rất quan trọng. Tôi muốn nhấn mạnh ở điểm ở đây để chúng ta thấy có một cái kinh nghiệm mà chúng ta tổng kết được qua cái thời kỳ trước để chúng ta có cái phân cấp phân quyền đúng với lại cái tinh thần đại hội 13 là tăng cường cái phân cấp phân quyền. Cái thứ hai là áp dụng cơ chế huy động nguồn lực cho các dự án kết hợp giữa ngân sách trung ương và địa phương. Vừa qua thì trong cái nhiệm kỳ này chúng ta đang dự kiến khoảng 480.000 tỷ, và nếu như cái tăng thu tiết kiệm chi chúng ta tiếp tục bổ sung trong năm 2023, 2024, 2025 thì chúng ta có ít nhất khoảng 500.000 tỷ để xây dựng cái hạ tầng giao thông, đường giao thông. Và trong đó thì chúng ta phải huy động các cái nguồn vốn thế này. Thứ nhất là nguồn vốn của trung ương và địa phương đã là rõ rồi này. Ví dụ như là vành đai 3 của chúng ta đây là trung ương 50, địa phương 50, và các đồng chí địa phương có thể sung sanh hơn một chút. Và ngược lại, nếu mà trung ương mà có thì lại trung ương sung sanh hơn một chút, không sao cả. Nhưng quan trọng nhất là một là cái nguồn vốn giữa trung ương và địa phương, cái cơ chế này. Cái thứ hai là chúng ta tăng thu tiết kiệm chi chúng ta cũng đưa vào đây, chứ không có chia nát ra như trước đây nữa. Cái thứ ba là nguồn vốn đầu tư trung hạn chúng ta cũng tập trung vào đây. Và cái thứ tư là các cái nguồn vốn hợp pháp khác, rồi cái nguồn vốn cho cái chương trình phục hồi. Cái thứ năm, như vậy là chúng ta có 5 cái nguồn vốn để chúng ta làm thì chúng ta mới có được một cái tổng mức đầu tư lớn như thế. Tôi nhắc lại là gần 500.000 tỷ sẽ đầu tư trong cái nhiệm kỳ này với các cái nguồn vốn là trung ương và địa phương, rồi tăng thu tiết kiệm chi, rồi cái nguồn đầu tư công trung hạn của giai đoạn 21-25, rồi cái nguồn phục hồi phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch, và các cái nguồn hợp pháp khác ta có thể huy động được. Thì đấy là tôi nói về cái huy động nguồn vốn, và đây cũng là một cái cơ chế mới ta huy động tổng lực các cái nguồn vốn. Đấy, cơ chế thứ ba là áp dụng chỉ định thầu để lựa chọn các nhà thầu thi công dự án, qua đó rút ngắn thời gian chuẩn bị để triển khai dự án. Ba cơ chế này đều đã phát huy tối đa tác dụng, khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong việc ban hành cơ chế chính sách mới mạnh dạn hơn để hoàn thành mục tiêu phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông theo nghị quyết của Đảng. Ba cái cơ chế này là chúng ta rõ ràng là mạnh dạn hơn. Thì tất nhiên là chúng ta
vừa làm vừa mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội. Nhưng mà chúng ta phải mạnh dạn để có ba cái cơ chế này, và ba cái cơ chế này mới rút ngắn được cái thời gian. Và như chúng ta đã biết, nếu như bình thường chúng ta vừa phê duyệt dự án, vừa huy động nguồn vốn, rồi đặc biệt là giải phóng mặt bằng, thì không thể nào một năm mà chúng ta làm xong tất cả cái này nếu như không có ba cái cơ chế này. Tôi muốn phân tích chỗ này thêm để các quý vị đại biểu và nhân dân hiểu được cái mạnh dạn trong cái xây dựng cái cơ chế chính sách mới để chúng ta thực hiện các cái đột phá. Bên cạnh đó, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư cho người dân của các dự án này là rất khó khăn, phức tạp, nhạy cảm. Ở các đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu. Nhưng các địa phương đã, những các địa phương dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền và sự ủng hộ đồng lòng của nhân dân đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc để chúng ta thực hiện giải phóng mặt bằng của ba cái dự án này. Và đặc biệt đối với Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi biểu dương cái tinh thần nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy tổ chức đảng. Trong cái thời gian ngắn đã hoàn thành bàn giao mặt bằng để thi công tại thi công cho đến ngày hôm nay là 87%, 356 hectare trên 410 hectare. Trước khi vào cái hội trường này thì chỉ trưởng ban quản lý dự án có giới thiệu với chúng tôi cùng với anh Nên về cái tiến độ giải phóng mặt bằng. Ở đây là cái sản phẩm mà cân đong đo đếm sờ mó được, chứ không phải là cái sản phẩm trên giấy. Đây là cái mà chúng tôi rất là xúc động và thực sự là cảm ơn cái sự vào cuộc của cái sự chỉ đạo của các cấp ủy tổ chức đảng và cái sự lãnh đạo điều hành của các cấp chính quyền, và đặc biệt là sự ủng hộ của người dân của thành phố, thì chúng ta mới làm được cái này trong vòng một năm vừa qua. Vì Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn, cái việc giải phóng mặt bằng là rất khó, cái việc huy động vốn là khó rồi, mà có vốn lại giải phóng mặt bằng nhanh được, thì đây là hai yếu tố quyết định trong nhiều cái yếu tố quan trọng. Thì tôi thấy cái chỗ này cần phải biểu dương và khích lệ cái sự vào cuộc của hệ thống chính trị Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh có cái đông dân cư, và đặc biệt là cái sự vào cuộc của người dân hộ các cái dự án. Thì có thể đây cũng là một cái cột mốc rất đáng trân trọng, rất đáng trân trọng, và một cái bài học kinh nghiệm rất quý để chúng ta triển khai tiếp các cái dự án tiếp theo. Kết quả này càng minh chứng cho tính đúng đắn của chủ trương đẩy mạnh phân cấp phân quyền, lần đầu tiên giao cho địa phương, cụ thể là Thành phố Hồ Chí Minh quản lý một dự án quy mô rất lớn, phức tạp, liên vùng, nhưng với quyết tâm của cấp ủy đảng, chính quyền và sự chung sức đồng lòng ủng hộ của người dân, doanh nghiệp, dự án đã đạt được thành công bước đầu rất đáng khích lệ, rất đáng trân trọng. Tôi phải khẳng định lại cái chỗ này để chúng ta lấy cái khí thế để mà chúng ta làm tiếp cái công việc tiếp theo. Xin báo cáo với các quý vị đại biểu như vậy. Các cấp các ngành, nhất là Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài nguyên Môi trường và các địa phương có dự án đi qua đã phải triển khai thực hiện một khối lượng lớn công việc, triển khai các công tác chuẩn bị đầu tư, lập thiết kế, kỹ thuật và dự toán, lựa chọn nhà thầu, giải phóng mặt bằng, vân vân. Thì ngay sau khi có chủ trương của Bộ Chính trị, chúng ta đã khẩn trương trình với Quốc hội phê duyệt trong cách đây một năm, báo cáo với các đồng chí như vậy. Và ngay sau khi Quốc hội đã phê duyệt rồi, thì tất cả chúng ta vào cuộc xây dựng dự án, thẩm định dự án, rồi phê duyệt, rồi lên cái kế hoạch giải phóng mặt bằng. Cho đến giờ này, chúng ta đã hoàn thành một cái khối lượng rất lớn là như vậy. Nỗ lực để khởi công đồng loạt ba cái dự án với cái mục tiêu cơ bản hoàn thành trong năm 2025. Và với cái kinh nghiệm đã có, thì chúng ta có nhiều cái yếu tố quan trọng như tôi nói. Hai cái yếu tố quan trọng nhất là nguồn vốn và giải phóng mặt bằng.
thì chúng ta làm, thứ nhất là vốn chúng ta có trong tay, cân đồng đo đếm được, chứ không phải là bây giờ mình đang ngồi vẽ trên giấy. Cái thứ hai là mặt bằng chúng ta có được, bàn giao số liệu tất cả các thứ đóng cốc, đóng cọc, đóng mốc rồi. Thì hai cái yếu tố này là yếu tố then chốt quyết định trong các cái thành tố quan trọng trong cái việc triển khai các cái hạ tầng chiến lược. Rồi điều này đặc biệt có ý nghĩa khi các dự án đi qua các khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Đông và Tây Nam Bộ, nơi mà km đường cao tốc hiện nay còn thấp so với các khu vực khác, thì chúng ta phải khiêm tốn và chúng ta nhìn nhận là cái động lực cho cái khu vực này, Tây Nguyên, miền Trung, rồi nhất là Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, cái số đường cao tốc hiện nay so với bình quân chung của các khu vực khác thì còn đang thấp, ta khắc phục được cái này nữa. Với kết quả đó, tôi đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của các địa phương, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, các bộ, các ngành, các cơ quan đã chấp hành nghiêm túc cái sự lãnh đạo của Đảng và cái nghị quyết của Quốc hội để chúng ta thực hiện. Và đặc biệt là 7 tỉnh, thành phố có dự án đi qua như thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Khánh Hòa, Đắk Lắk, đồng chí đã nỗ lực trong cái công tác giải phóng mặt bằng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện dự án và đồng thời làm các cái thủ tục khác, cái thủ tục xây dựng cơ bản hiện nay hay là thủ tục đầu tư công hiện nay nó đang rất nhiều cái tầng nấc, thì chúng ta cũng thận trọng, chúng ta kiểm soát làm sao tránh cái tiêu cực tham nhũng, thành ra nó cũng nhiều khâu thì cũng có cái tốt, nhưng bên cạnh đó thì nó nhiều vòng, nhiều tầng nấc thì nó cũng có cái chập chế, bên cạnh những cái được thì nó cũng phát sinh những cái chưa được, ta phải hoàn thiện dần, rút kinh nghiệm dần. Và khi chúng ta kiểm soát được cái tiêu cực tham nhũng trong cái việc xây dựng, việc phê duyệt và triển khai các dự án, ta bớt đi những cái thủ tục đầu tư công thì công việc nó cũng nhanh hơn. Và nhân đây tôi thực sự là thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước cảm ơn bà con nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh nơi triển khai dự án đã sẵn sàng nhường đất, rời nhà và nơi sinh sống, canh tác của mình để triển khai các dự án đi qua. Thực sự là thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước rất trân trọng và cảm ơn cái tình cảm, cái trách nhiệm của nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và 7 tỉnh và 6 tỉnh còn lại đã nhường cái phần đất, nhà ở, cái nơi sinh kế của mình nhiều năm để thực hiện cái dự án này, và chúng ta khởi công đúng với lại cái mục tiêu đề ra. Thưa đồng bào, đồng chí, kết quả khởi công hôm nay là rất đáng ghi nhận, rất đáng trân trọng như tôi nói ở trên, nhưng đây mới chỉ là bước đầu, công việc sắp tới còn rất lớn và rất nhiều thách thức, ta phải xác định là còn rất nhiều khó khăn, đó là phải tiếp tục giải phóng mặt bằng các vị trí còn lại, trong đó có nhiều vị trí tập trung đông dân cư, dễ phát sinh khiếu kiện, khiếu nại. Đó là chuẩn bị khối lượng vật liệu xây dựng, bãi đổ thải rất lớn, đòi hỏi sự vào cuộc tích cực của các địa phương, các cấp, các ngành, và nhất là cơ sở. Đó là thi công khối lượng công trình rất lớn trong khoảng thời gian không dài và chịu tác động ảnh hưởng của các điều kiện thời tiết. Chúng ta phải vượt nắng thắng mưa, rồi thắng các cái điều kiện phát sinh khác có thể nảy sinh. Do vậy, để công trình được hoàn thành đảm bảo an toàn, đúng tiến độ, chất lượng và đáp ứng các cái yêu cầu khác, thì tôi đề nghị thứ nhất là Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên Môi trường và các tỉnh thành phố được giao làm cơ quan chủ quản dự án tập trung quyết liệt chỉ đạo, yêu cầu ban quản lý dự án, tư vấn giám sát và các nhà đầu tư, các nhà thầu phải huy động tinh thần, phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, xây dựng kế hoạch, phương án, tiến độ thi công một cách khoa học, chi tiết, phù hợp, kịp thời, hiệu quả, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn và mỹ kỹ thuật
trong tổ chức thi công và đảm bảo thông suốt, an toàn thi công, giữ gìn vệ sinh môi trường cho nhân dân xung quanh vùng dự án. Đồng thời phải huy động nhân lực, công nghệ, thiết bị, máy móc hiện đại để thi công một cách nhanh nhất có thể, tuân thủ tuyệt đối những yêu cầu kỹ thuật, quy định của pháp luật liên quan, đặc biệt không để xảy ra tham nhũng tiêu cực, lại phải xử lý cán bộ thì lại không được. Báo cáo với các đồng chí, cái yêu cầu thứ nhất thì đề nghị là như vậy. Cái yêu cầu thứ hai là rút kinh nghiệm những cái hạn chế bất cập từ triển khai các dự án cao tốc giai đoạn trước và phát huy những cái thành quả đã đạt được, thì đề nghị các bộ, các ngành có liên quan mà tôi nêu ở trên ấy, và các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chủ đầu tư, nhất là người đứng đầu, cần bám sát thực tiễn, bám sát dự án. Như vừa qua chúng ta làm là tốt, đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp là chỉ đạo, rồi chính quyền thì vào cuộc và các đồng chí đi kiểm tra, vừa xây dựng cái chủ trương, vừa xây dựng kế hoạch và xây dựng cái chương trình, nhưng mà các đồng chí thường xuyên kiểm tra, giám sát và huy động cả cái lực lượng, cả cái hệ thống chính trị vào cuộc. Thì như kinh nghiệm chúng ta làm như vậy và bám sát cái thực tiễn để chúng ta giải quyết các cái vướng mắc có thể phát sinh, để chúng ta đẩy nhanh cái tiến độ và quản lý chất lượng, rồi vốn đầu tư trong suốt cả quá trình thực hiện dự án, đảm bảo các dự án thành phần hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và không đội vốn bất hợp lý. Đó là cái yêu cầu thứ hai. Yêu cầu thứ ba là các nhà tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát phải tăng cường và nâng cao trách nhiệm của mình, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ, vô tư, không vì một cái lợi ích cá nhân nào, không vì một cái sự quen biết nào mà lại hạ thấp cái tiêu chuẩn, hạ thấp cái giám sát là không được, và tích cực phòng chống tham nhũng tiêu cực cùng với lại các địa phương và các đơn vị có liên quan. Thứ tư là tôi cũng yêu cầu các bộ ngành liên quan của Trung ương cùng phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài nguyên Môi trường và Ủy ban Nhân dân 7 tỉnh, thành phố được giao thực hiện dự án, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, vượt qua những cái thách thức để công tác chuẩn bị khởi công là một mặt thôi, nhưng phải bắt tay ngay vào để chúng ta triển khai và kiểm soát được tiến độ, cái rất là quan trọng. Và các nhà thầu, các nhà tư vấn phải tiếp tục vào cuộc và triển khai ngay để đảm bảo cái tiến độ, chất lượng, hiệu quả của công trình. Thứ năm là 7 tỉnh, thành phố triển khai dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, cấp ủy tổ chức đảng, và triển khai công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo phấn đấu bàn giao 100% diện tích mặt bằng trong quý 3 năm 2023 và chậm nhất là 31 tháng 12 năm 2023. Cái này chúng ta phải đặt ra cái mục tiêu và chúng ta phải làm bằng được. Thì vừa qua một số cái công trình chúng ta chậm là vì do cái bàn giao mặt bằng, ví dụ như cái sân bay Long Thành là chúng ta cái bàn giao mặt bằng chậm, cho nên là cái triển khai nó cũng chậm, không có mặt bằng thì không triển khai được mặc dù vốn có rồi. Thì đây là những cái kinh nghiệm rất là quý để chúng ta điều chỉnh trong cái giai đoạn này, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác tái định cư, hỗ trợ ổn định sản xuất để người dân có nơi ở mới, có công việc mới, có điều kiện mới và sinh kế mới, phải ít nhất bằng và tốt hơn cái nơi ở cũ. Đấy là quan điểm xuyên suốt của đảng. Thì đề nghị các đồng chí cấp ủy tổ chức đảng, chính quyền các địa phương, các đồng chí quan tâm cho, và từ đây chúng ta mới có cái sức mạnh, chúng ta mới có cái kinh nghiệm và chúng ta mới tranh thủ được cái sự ủng hộ của người dân, tiếp tục triển khai các cái dự án lớn trọng điểm quốc gia trên toàn quốc của chúng ta. Và tôi cũng đề nghị và kêu gọi bà con nhân dân có đất phải thu hồi phục vụ dự án, tiếp tục ủng hộ chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, tạo cái điều kiện cho các đơn vị, các địa phương thi công hiệu quả, an toàn, kịp thời và chất lượng, đảm bảo cái kỹ thuật, đảm bảo cái an toàn. Thứ sáu là mỗi cá nhân có liên quan
và tham gia dự án cần nâng cao ý thức trách nhiệm với công việc, với ngành và cao hơn nữa là với nhân dân, với Tổ quốc. Đổi mới tư duy sáng tạo hơn nữa trong cách nghĩ, cách làm để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần triển khai các dự án thành phần đúng tiến độ, chất lượng, không lãng phí, không tiêu cực, với tinh thần tất cả vì nhân dân, vì sự hùng cường, thịnh vượng của đất nước chúng ta. Thưa các quý vị đại biểu, thưa đồng bào đồng chí, đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông không chỉ là nhiệm vụ của một bộ, một ngành nào, của một địa phương nào, mà là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của các địa phương, vì chính lợi ích thiết thực của các địa phương, của đất nước mình. Chính phủ luôn luôn dành sự quan tâm, chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình một cách quyết liệt để hoàn thành ba dự án này cũng như những dự án đầu tư phát triển hạ tầng khác đúng tiến độ, chất lượng, kỹ mỹ thuật, an toàn và không lãng phí tiêu cực, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, nâng cao đời sống của nhân dân và các mục tiêu mà Đại hội 13 và các nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ của Thành phố Hồ Chí Minh, 6 tỉnh thành phố Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Long An, Đắk Lắk, Khánh Hòa và góp phần thực hiện cái nghị quyết của Bộ Chính trị đối với lại vùng của, đối với hai vùng chúng ta. Và đặc biệt mấy ngày nữa thôi thì Quốc hội sẽ thông qua, và tôi tin tưởng là Quốc hội sẽ thông qua ủng hộ cái nghị quyết về cái đặc thù cho Thành phố Hồ Chí Minh lần này. Có rất nhiều cái nhóm đổi mới mạnh dạn theo cái tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị thì Quốc hội đã ủng hộ, và chúng ta có thêm cái tiền đề cơ sở để chúng ta thí điểm các cái cơ chế chính sách vượt ra ngoài cái ba cái cơ chế chính sách mà chúng ta đang làm đối với lại cái hệ thống hạ tầng này. Thưa đồng bào đồng chí, trong quá trình triển khai dự án, tôi xin tóm lại 6 cái yêu cầu phải nghiêm túc quán triệt, tóm lại là cũng phải gọn lại để cho nó dễ nhớ, dễ làm, dễ thực hiện và dễ kiểm tra. Thứ nhất là phải đảm bảo chất lượng. Cái thứ hai là phải đảm bảo tiến độ. Và cái thứ ba là phải đảm bảo an toàn, kỹ thuật, mỹ thuật, môi trường, vệ sinh và an toàn lao động. Cái thứ tư là không được đội vốn bất hợp lý, không chia nhỏ gói thầu. Và cái thứ năm là chống tham nhũng tiêu cực, lợi ích nhóm từ khâu xây dựng dự án, phê duyệt dự án đến khâu giám sát, kiểm tra, nghiệm thu, vân vân. Thứ sáu là đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân, doanh nghiệp, kịp thời khen thưởng khi làm tốt và xử lý nghiêm cái sai phạm kịp thời khi mà làm chưa tốt. Thì đấy là những cái yêu cầu tóm lại, như vậy nói thì dài nhưng mà cuối cùng tóm lại là như vậy. Và hai cái việc rất quan trọng có tính chất quyết định là bố trí vốn đầy đủ, cái thứ hai là mặt bằng đủ điều kiện thi công. Trên tinh thần đó, tôi tuyên bố khởi công đồng loạt ba dự án cao tốc: dự án đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, dự án đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, dự án đường cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột. Các dự án của ý đảng lòng dân, như là đồng chí Phan Văn Mãi đã nói. Một lần nữa chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ ngành địa phương, các quý vị đại biểu, khách quý cùng bà con nhân dân sức khỏe, hạnh phúc và thành công, quyết tâm làm đúng tiến độ, chất lượng của các dự án này. Xin trân trọng cảm ơn. Trong ngày hôm nay, nghi thức khởi công đồng loạt ba dự án giao thông trọng điểm, dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh, dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu tại điểm cầu Bà Rịa Vũng Tàu và dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk. Xin mời hai điểm cầu tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk và Bà Rịa Vũng Tàu sẽ cùng lắng nghe khẩu lệnh từ điểm cầu chính Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện một cách đồng loạt cho nghi thức lễ khởi công ngày hôm nay. Xin được phép đến lượt